Mấy cái mắt nó bằng cái tỉ nhau. Nó hơn mấy trăm. Sao em mua 11? Where are you now? Bây giờ nó bị hỏng rồi. Bị hỏng rồi. Cái ghế nó bị hỏng rồi.
Anh nhỏ tuổi hơn Mỹ. Anh nhỏ tuổi hơn Mỹ. Hai k hai. Em ấy. Em 2K1, em 2K1 mà. Em 2K1 mà. Thắng 29. 98 đúng không? 98. Bắn 98 2K1 là hơn em 3 tuổi. Ngủ rồi mày chơi. Nhìn như kia đó. Vừa ngủ. Thank you.
sau. Sau xài 4 năm rồi đó. Đưa đường ra mấy cái điện thoại thì anh thích tôi hôm nay cũng có tiền đời 12 rồi iPhone là hút máu nhất mới ra 11 chưa kịp ngồi nữa 12 ra rồi nào iPhone nào lắm ra một cái tục giá ít nhất là 5 đến 10 triệu. Mà mua về làm gì đâu, nghe gọi với lại lướt lướt mạng có làm gì. Để ra nhiều tiền thế. Vậy nhông mới chịu.
quê với Mỹ đó, cùng quê với nhau mà.